còn em này đang chi tiết cho các bác xem tiện theo dõi. Đây là con lọc dàn đại Kenwood G7i của bộ dàn đại Kenwood. Chất âm thì nói luôn nó đỉnh cao, khỏi phải nói nhiều. Các bác nào đã xem nhiều video của tôi thì biết. Nói mãi hay là cái gì, mất việc. Con này thì nó đèn rộng, nó là lọc điện tử. Và đã là lọc Kenwood thì nói luôn các bác hiệu ứng đèn nháy cực kỳ đẹp luôn. Đây tôi bấm vào đây. Mưa rơi, lên xuống, các kiểu. Phê lắm. Đảm bảo các bác hàng bãi nguyên zin 100%, 2,8 triệu đồng. Lọc này có 5 chế độ người dùng và 5 chế độ của máy. Chế độ người dùng là manual, chế độ của máy là reference. Đây, ra hiện chữ manual này. Đây là của người dùng các bác nha. Bấm tiếp một phát nữa là ra chế độ của máy. Nghĩa máy nó lưu sẵn 5 khung nhạc cố định rồi. Còn người dùng thì sẽ chỉnh được 5 kiểu theo ý thích của mình. Mình muốn chỉnh kiểu gì thì dùng. Nút effect là nút có lọc và không có lọc, hiện chữ equalize on. Lọc này rất dễ chỉnh thôi, sang trái sang phải, tần số rồi lên xuống. Đó. Đây là chế độ flat, là chế độ chưa có lọc. Bấm vào đây nó sẽ nằm ngang là chưa có lọc các bác nhá. Còn đây là các kiểu nhạc. Đó. Nói chung nó là của bộ dàn nên nó có nhiều hiệu ứng lắm. Quay chi tiết để các bác tiện theo dõi. 2,8 triệu đồng. Bề ngang là 36cm, nó ngắn hơn âm ly nên nó có giá như vậy. Như chất âm thì nói luôn nó đỉnh cao luôn. Sản xuất tại Nhật Bản. Số series 769. Điện 100V. Đây là đường vào âm thanh, đường xuất âm thanh ra đó. Góc cạnh còn rất đẹp luôn. Không sứt mẻ thế nào. Đó. Đây là vẫn chưa lau chùi này các bạn nha. Tôi sẽ mở to mời các bạn cùng nghe nhé. Kiểu số 1 đây. Đây là tôi mở nhỏ các bác chưa cảm nhận rõ thôi. Mở volume âm ly tầm khoảng 9-10 giờ thì nó nghe nó rõ lắm. Giới thiệu là chính thôi. Xin chào, gặp lại.